Chào các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một thế tay rất là quan trọng trong đàn nhị. Ở trên dây đồ son thì mình đã chia sẻ rồi. Hôm nay thì mình chia sẻ trên dây sòn rế. Thì nó cũng giống như trên đồ son thôi, nó chỉ khác ở các nốt thôi. Vì mình phải nhớ các nốt theo tư duy khác thôi. Ví dụ như ở kia nó là đồ đồ mì fa son si đô mí đô si son fa mí đô chẳng hạn, thì trên này thì nó là sòn si đô rế đấy, nó chỉ khác là như thế, còn cái cách bấm thì nó vẫn y hệt như thế thôi. Thì cái thế tay ngũ cung này nó sẽ áp dụng vào rất là nhiều bài, ví dụ như bài Đất Phương Nam, cái đoạn điệp khúc của nó thì nó sẽ như này, là mình đánh nó sẽ nhàn bởi vì là nó có hai cái nốt dây buông này. Hoặc là bài Tây Du Ký, cái bài Tôi Không Hái Trộm Đào ấy, thì nó cũng đấy, nó có cái sẵn cái dây buông này thì chúng ta đánh rất là dễ. Bởi vì là cái nhạc, những cái thế tay này nó sẽ rất phù hợp cho đánh nhạc Việt Nam và nhạc Trung Quốc, bởi vì nhạc của chúng ta ngày xưa thì đa số là ngũ cung là chính, cứ ít ít thăng giảm bất thường đó, nên là khi đánh nhạc của chúng ta hoặc là nhạc Trung Quốc thì sẽ dùng cái thăng âm ngũ cung này, nó rất là tiện lợi. Hoặc là bài Kể Chuyện Em Mua, đấy, nó rất là tiện lợi. Vâng, để không làm mất thời gian các bạn thì mình xin vào từng nốt của nó. Dây buông vẫn là sòn rế nha, dây trong là sòn, dây ngoài là rế. Thì chúng ta bình thường chúng ta sẽ bấm là đồ à sòn la, là chúng ta sẽ bấm ngón một là nốt la, nhưng mà trong trường hợp này ấy, trong thế âm ngũ cung này thì nó không có nốt la, ít dùng, đôi khi cũng sẽ dùng, nhưng mà nó sẽ dùng ngón này nó di lại, chứ nó không không nốt la sẽ không không là chính ở trong cái thang âm này. Thang âm chính của nó sẽ gồm có nốt son son si, cái nốt si này nó sẽ là nốt si dáng son si đấy, si dáng nha. Thì muốn tìm được cái nốt si dáng này, các bạn bấm là nốt sòn la si, đấy là la bình và si bình, thì giữa giữa của la bình và si bình thì nó sẽ là si dáng, thì nó nằm ở giữa đây, thì là mình bấm ngón một vào đấy, sòn si đô, tiếp theo sẽ là nốt đô. Đô bình thường khi mà chúng ta đánh ở thế tay kia ấy, thì là nốt đô nó sẽ nằm ở ngón 3, nhưng trong trường hợp này vẫn là nốt đô đấy, nhưng nó bắt buộc chúng ta phải bấm là ngón 2. Đấy là khi chúng ta đánh thế tay ngũ cung, các bạn phải nhớ cho mình chứ không bấm lung tung, lúc thì nốt đô là ngón 2, lúc thì nó ngón 3 là không được, bất di bất dịch nha. Tiếp theo là nốt rế, sòn si đô rế. Đấy, dây trong sẽ có 3 nốt, à 4 nốt sẽ là sòn si, ngón 1 là si, ngón 2 là đô, ngón 3 là rế. Còn dây ngoài sẽ có rế, dây buông là rế. Bấm vào vị trí của nốt si dáng, chúng ta sẽ có nốt fa bình. Alo. Dạ Ai đây? alo. Ai đây? Dạ em chào anh. Em thấy số điện thoại của mình có chương trình ưu đãi của bên em nè anh. Trình ưu đãi gì? Dạ anh ơi, anh có chơi như là quay hũ bắn cá, casino, tài xỉu hay trang nào không anh ha?
Nốt rề là dây buông này, sau đó thì chúng ta sẽ bấm ngón 1 vào đúng cái vị trí của nốt si dáng của dây trong thì nó chúng ta sẽ có nốt fa bình. Tiếp theo vào đúng vị trí của nốt đô chúng ta sẽ có nốt son. Son này là son 2 nhá. Rề fa son. Tiếp theo chúng ta không bấm cái nốt ngón 3 mà chúng ta sẽ bấm ngón 4 luôn. Ngón 4 này nó sẽ là nốt si dáng luôn. Bởi vì cái thang âm này nó là như thế mà. Đôi khi cũng dùng nốt la nhưng mà tùy bài sẽ có, còn cái thang âm chính của nó thì ít khi có nốt la lắm. Rê fa son si. Đấy, cái sự khác nhau của dây trong. Dây trong thì chúng ta sẽ dùng ngón 3, dây ngoài chúng ta sẽ dùng ngón 4, là ngón út, sẽ là nốt si dáng. Và khi chúng ta chuyển thế thì chúng ta sẽ chuyển là rê fa son si. Đây là thế tay 1 của ngũ cung này. Nhưng sang thế tay 2 chúng ta sẽ chuyển là ngón 1 chúng ta sẽ đặt vào nốt si dáng này. Đây nha. Đấy, ngón 1 chúng ta sẽ chuyển thành thành là nốt si dáng. Tiếp theo sẽ có nốt đô luôn. Tiếp theo sẽ là nốt rế. Tiếp theo sẽ là nốt fa. Đó, khi chuyển về này, fa, rê, đô, si. Chuyển về chúng ta nhảy ngón 2 về về luôn nốt son 2. Đấy. Tôi chạy một lượt nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học cái thế tay này nhuần nhuyễn. Xin chào các bạn ở bài học tiếp theo.